Kênh tin thời tiết kính chào quý vị và các bạn. Tin thời tiết mới nhất, mưa lũ lịch sử đang càn quét Trung Quốc, liệu có đe dọa Việt Nam và tin mưa lớn ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Phần 1, mưa lũ lịch sử đang càn quét Trung Quốc, liệu có đe dọa Việt Nam hay không? Ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nguyên nhân gây mưa lũ ở Trung Quốc ít có khả năng tác động đến miền Bắc nước ta. Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện lũ lớn tại khu vực miền núi phía Bắc luôn tiềm ẩn trong mùa mưa lũ sắp tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 2 tuần qua, trên lãnh thổ Trung Quốc đã xuất hiện mưa lũ lớn, lũ lịch sử, đặc biệt trên lưu vực sông Trường Giang. Số mưa thực đo tại các trạm khí tượng phát báo quốc tế trong tháng 6 năm 2020 tại một số tỉnh ở Trung Quốc phổ biến như sau: tỉnh Hồ Bắc từ 300 đến 400 mm, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây từ 200 đến 400 mm, riêng trạm Guilin thuộc Quảng Tây đạt trên 600 mm. Theo thống kê, đợt mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 6 đến nay đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho 26 tỉnh thành của Trung Quốc. Mưa bão cũng khiến mực nước trên nhiều sông lớn của Trung Quốc vượt mức báo động lũ. Vậy mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc có tác động đến Việt Nam hay không? Báo chí đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Thưa ông, mưa lũ xảy ra ở Trung Quốc đã kéo dài một tháng, điều hiếm thấy từ trước đến nay. Nguyên nhân của đợt mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc như thế nào? Và liệu trận mưa lũ này có tác động đến Việt Nam hay không? Thưa ông, nguyên nhân các đợt mưa lớn trong 2 tuần qua ở Trung Quốc là do tác động của một giải mây front, gọi là front mây yêu. Giải mây front mây yêu đã được rất nhiều các nhà khoa học Trung Quốc và Nhật Bản nghiên cứu, là nguyên nhân gây ra mưa lớn cùng lũ lụt ở Nam Trung Quốc và Đài Loan trong tháng 5, tháng 6 và Nhật Bản trong tháng 6, tháng 7. Giải mây front mây yêu ít tác động đến khu vực phía Bắc của Việt Nam. Hơn nữa, các khu vực mưa lũ lớn đang diễn ra hiện nay bên Trung Quốc chủ yếu tập trung ở khu vực Đông và Đông Nam Trung Quốc nên không ảnh hưởng tới Việt Nam. Toàn bộ nước lũ đổ ra biển phía Nhật Bản, không đổ ra biển Đông. Diễn biến thời tiết bất thường ở Trung Quốc có báo hiệu cho một năm cực đoan của thời tiết hay không? Cụ thể, tại Việt Nam, dự báo có xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới hay không? Thưa ông, theo nhận định chung, tổng lượng mưa tháng có xu thế ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, số liệu thực tế cho thấy mưa lớn trong một thời gian ngắn đã gây nên những trận lũ lớn và đặc biệt lớn. Với những diễn biến thời tiết bất thường như hiện nay và tình hình mưa lũ đang xảy ra ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc, báo hiệu sự phức tạp của mùa mưa lũ năm nay ở khu vực Bắc Bộ nói riêng, trên toàn quốc nói chung. Nguy cơ xuất hiện lũ lớn tại Việt Nam là luôn tiềm ẩn và cần được theo dõi cập nhật thông tin dự báo thường xuyên. Ông nhận định như thế nào về tình hình mùa bão, mưa lũ từ nay đến cuối năm 2020 tại Việt Nam như thế nào? Về tình hình mưa, bão, đối với khu vực Bắc Bộ, trong mùa mưa bão tập trung vào giai đoạn từ tháng 8 đến giữa tháng 10. Có khoảng từ 1 đến 2 xoáy thuận nhiệt đới, bão ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2020. Tình hình thủy văn khu vực các sông Bắc Bộ thời kỳ nửa đầu tháng 7 trên thượng lưu hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình sẽ xuất hiện lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Đỉnh lũ trên các sông có thể đạt mức báo động 1, sông suối nhỏ mức báo động 2. Đỉnh lũ lớn nhất trên các sông suối từ cuối tháng 7 đến tháng 10 năm 2020 phổ biến ở mức báo động 1 đến báo động 2, cao hơn năm 2019. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại khu vực vùng núi, đặc biệt khu vực Tây Bắc. Trân trọng cảm ơn ông. Phần 2, tin mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ và cảnh báo mưa dông, lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay ngày 2 tháng 7, vùng hội tụ gió phát triển lên đến mực 5.000 m đang hoạt động mạnh dần lên trên khu vực Bắc Bộ. Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5.000 m, tiếp tục hoạt động mạnh dần lên, nên từ nay đến ngày 4 tháng 7 ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 40-80mm trên 24 giờ, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi trên 120mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
từ chiều tối nay 2 tháng 7 đến ngày 4 tháng 7, ở Bắc Trung Bộ, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An, có mưa vừa, mưa to. Khu vực Hà Nội, từ nay đến khoảng ngày 4 tháng 7, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, nên từ nay đến ngày 4 tháng 7, ở khu vực ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá, cấp 1. Tin nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Ngày hôm qua 1 tháng 7, ở khu vực Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ và các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 đến 37 độ. Có nơi trên 38 độ, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay 2 tháng 7, các tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45 đến 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 18 giờ. Từ khoảng ngày 3 tháng 7, nắng nóng có khả năng dịu dần ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng, cấp 1. Chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.